everyone. My name is Miss Yin. Today we study topic weather. Page 54 and 55 students book. Look, listen and repeat. It's raining. 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 It's windy. 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 It's hot. 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 It's snowing. 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 It's sunny. 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 Look at the pictures and the words. Listen and repeat. Raining. Raining. Windy. Windy. Hot. Hot. Snowing. Snowing. Sunny. Sunny. Good job. Please open your book to page 54 and practice the words in parts 1 more and more time. Now we play a small game. Match the words with the pictures. Look at this word, raining. Which picture is raining? Picture B. So we match picture B with the word raining. Go on. Windy. Which picture is windy? Picture A. So we match picture A with the word windy. Next word, hot. Which picture is hot? Picture E. So we match hot and picture E. Next word, snowing. Which picture is snowing, C or D? Is picture C. So we draw a line, snowing and picture C. And the last word is sunny. And the last picture, D. So we match the word sunny with picture D. Well done. Look at your book, page 54. Part 3, listen and read. Listen to the CD carefully and read the story many times by yourselves. Listening 72. Listen and read. Wow! This is a big supermarket. I like shopping at the supermarket. Mom and I come here every week. We need a lot of things today. Can you help me, please? Sure. We need some noodles and some bread. The bread is over there. Can you get me some onions and a cucumber, please? Okay. Oh, there are melons, too. I'd like a melon. No, Amy. Don't take that melon. Take one from the top. Oh, no! Sorry. Have you finished reading? This story is about weather. Now we move to page 55 to learn grammar. Now
Now we learn how to ask and answer about weather. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập mỗi câu hỏi và trả lời về thời tiết. Look at the picture, please. What's the weather like? Thời tiết như thế nào các em? It's windy. It's windy. Another example. What's the weather like? It's raining. It's raining. Now, listen and repeat. Number one, what's the weather like? It's windy. Number two, what's the weather like? It's raining. Now, look at your book and do exercise 3 on page 55. Các em hãy luyện tập đặt câu hỏi và trả lời theo bài tập số 3 trang 55 nhé. Look at the picture. What's the weather like? It's sunny. So, put on your sun hat. Don't put on your coat. Put on nghĩa là đội vào hoặc mặc vào. Don't put on nghĩa là đừng đội vào hoặc đừng mặc vào. Khi chúng ta yêu cầu ai đó làm một việc gì, chúng ta bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu. Ví dụ trong câu này, put on là động từ nguyên mẫu. Khi chúng ta yêu cầu ai đó đừng làm một việc gì, chúng ta bắt đầu bằng từ don't. Ví dụ trong câu này là don't put on. Bây giờ các em hãy nhìn vào sách và làm bài tập số 4 trang 55 nhé. Bây giờ làm bài tập ở nhà cho các em. Các em hãy chép từ mới trang 54 sách Student Book, mỗi từ chép 3 hàng. Đọc phần số 3 trang 54 sách Student Book. Học thuộc lòng phần số 2, trang 55, sách Student Book. Làm bài tập trang 54 và 55, sách Workbook. Goodbye and see you again.